Xin chào tất cả quý khán giả đang xem chương trình của Loan Hensi. Bây giờ là 2 giờ 32 phút và Loan đang có mặt ở An Giang, chính xác hơn là núi Sập An Giang. Nghe nói ở đây có món bún mì ngon lắm luôn á, mà chỉ có 15k một phần thôi, nên vừa có hành lý xong là chạy đi ăn ngay và luôn. Cũng một phần là vì rất là đói luôn, bởi vì từ Sài Gòn Loan chạy về đây tới 6 tiếng lận. Ở đây thì bán vào tầm giờ trưa cho tới 4-5 giờ chiều thôi, chủ nhật thì nghỉ. Theo anh thấy thì có vẻ ở đây giống như kiểu là mua mang về là chính, chứ không gian ở đây thì không có đủ rộng để cho khách vô ăn tại chỗ. Ở đây anh thấy là chỉ có xếp có mỗi một bàn duy nhất à. Tên tên, đây là thành phẩm của món bún mì đây. Bây giờ thì Loan sẽ cho một ít nước mắm vô. Nước mắm này giống như kiểu là nước mắm nguyên chất, sau đó được sơ chế và được nấu lại. Cô chủ quán cũng nói như vậy, mục đích là để cho nước mắm thơm ngon và giữ được lâu hơn, không dễ bị hư. Một phần như vậy là 15k, có bì, thịt khìa, chả giò, dưa leo, đồ chua và rau thơm nữa. Chả giò này ăn rất giòn và bùi, hình như bên trong có thịt và đồ xanh thì phải. Ở đây có bán cả rau câu, ăn xong thì mình có thể ăn tráng miệng luôn nè. À quên, ở đây còn có cả cuốn bì nữa. Ở trong đây thì có rau thơm, rau sống, bún, một ít thịt khì và một ít bì, có dưa leo nữa, nhưng mà kiểu dưa leo sắc sợi cơ. Ăn thì cũng rất là ok, dễ ăn. Bì này ăn có cảm giác là giòn, dai và thơm mùi thính. Bì tơi và không bị nát. Đặc biệt là bì này tự mua da heo về luộc mà vẫn không bị đen. Đây là thịt đã được sắc sợi. Thịt này được cuốn chung với bánh tráng hoặc ăn chung với bún. Đây là nước thịt để chan với bún. Màu sắc của nước này là màu sắc tự nhiên luôn á, do thịt khìa với nước dừa chứ không hề có một chút phẩm màu nào luôn á. Đây là thịt nguyên miếng. Thịt này còn gọi là thịt rim nước dừa hay thịt ram nước dừa. Khi mình ăn thì vẫn thấy được độ mềm và ngọt của thịt, đặc biệt là hơi hơi mùi nước dừa rất thơm. Có dịp các bạn ghé ăn thử xem sao nhé. Bye bye.